này còn đủ không trời? Đó là hai lòng đỏ trứng cộng 100 đường. Đánh mạnh lên. Chuẩn bị 40g dưới một vạch vàng. Nhiều. Rồi. Từ từ. Chúng ta nữa. Rồi, các bạn. Rồi. Nhân số kem nhá. Lấy một cái son nha, lấy cái ca nào. Lấy cái son, lấy ca để đong đấy nào. Ca đây. Đong đi. Đấy là bao kem của cháu. Cho đi tàu ăn được ạ. Đong đây đi một thì. Chị ơi, hình như vào lấy thêm sữa đi. Kia, đây rồi. 500ml. Hết đi rồi, đi cứ đi. Thiếu một ít nữa. Bây giờ đây. Cho vào xong. Cho vào xong. Đấy, ăn tận bây giờ. Mang lên bếp đun. Đun sôi nha. Nó không chịu. Giữ tay một tí. Cho cái điện thoại đây. Sau khi sôi đổ vào đấy ngoái đi. Không, cái son cái để đấy. Nói cái gì? Ôi, nó đun cả. Đun tấp lên. Rồi, đổ nó vào son đi. Đổ vào son. Sao thế nào? Không phải bỏ đi làm gì nữa, đang ngày mới hơn gì nữa. Sau đó làm gì? Sau đó đọc sách. Sau đó đem lên bếp đun lại. Bây giờ đây. Bơ này, đứng quấy liên tục. Thế nó sôi chưa? Sôi bọt đó. Đấy, nổi bò thế là dốc thành, cái đằng nghiêng lên là nó dốc cái đáy ra, gọi là dốc thành, hiểu không? Nhấc ra. Đây là dốc rồi. Đấy, nó dốc bên kia ra, đây chưa dốc lắm. Nhưng mà dốc mạnh hơn, em nghiêng là nó bong ra hết, thì gọi là dốc thành. Lên chuột. Đuối rồi đó. Đuổi. Ra cho bạn này vào. Quấy liên tục, cái này phải quấy liên tục, không là nó khê nhá. Quấy một tí thì nó sẽ đặc này. Cho nó chín kỹ lên tí. Thế nào mà cầm cái túi bơ sáng ai cất nhỉ? Ở trong tủ này. Em cất à? Vâng. Đây để cho nó lấy. Rồi nhấc ra đây. Tắt bếp đi. Em để đâu em nhớ, em mang cái túi ra đây. À mà nó cứng mất rồi. Cứng. Thì lấy ở cái son. Lấy ở cái âu bê cái bát bơ ra đây. Nào bây giờ thì cho một nắp ra như vậy đây. Và 10g bơ vào nha, cho nó thơm. Một thìa là bằng một nắp này ạ. Ừ, tính như thế nè. Úi giời. Quấy nhẹ thôi. Muốn nó thơm nữa nha. Rồi thôi mà lấy cái sữa bột này. Cái sữa bột đấy. Đấy. Xúc cho một tí rồi này. Đấy luôn, cái kia xúc một thìa. Nhỏ nhỏ thôi.
Đấy, thế thôi, thế thôi, thế thôi, rồi, gõ vào. Thế chụp em cái. Cái này có bỏ được không? Gõ vào, nó dính bẩn. Cái này sao? Cái này chỉ được ngoáy một chiều thôi. Ngoáy lung tung. Ngoáy lung tung, cái kia nhà mới là ngoáy một chiều. Cái nào? Cái nào ngoáy được lung tung hết? Ai bảo ngoáy một chiều? Cất vào tủ đi, cất vào tủ đi. À, xong chờ nó nguội được nha. Bơ hồi cầu. Mẹ hãy lấy bơ chưa, thế thứ tự đi. Bơ đúng rồi, phải lấy bơ chứ. Lấy ra. Dầu, dầu ăn. Đúng rồi, không có bơ thì cho dầu. Mình cho bơ. Lấy bơ đây. Muối này nè. Muối đâu? Chị yêu em. Đường, chung một ngọt kia nhỏ nhỏ ra. Ăn đắp nhanh thế. Đó, tại em vặn mạnh quá chứ này. Đây, đúng rồi. Wow. Muối ít hơn, muối một tí không mạnh. Úi dồi ôi. Anh ta không muốn ăn muối đâu. Cầm. Bột mì nào thầy nhá. Bột mì cho sao nha. Bột mì với trứng cho sao. Bột mì đâu. Bột mì. Bây giờ cho bơ vào. 100 mới thành. Đấy, hơi bị căng thôi, hơi bị căng. Thì ai mà thấy trước bao nhiêu cái cục nó không xuống được. Chưa. Nữa. Đấy là cái cạnh nó nóng được, biết rồi đấy. Đấy. Bẩn tí nó nấu nó tự nó chảy xuống. Nữa. Chưa. Nữa. Nguội hơn một vạch mà. Nữa đi. Rồi. Sau đó bếp đun, bây giờ cho cái đĩa cân lên. Cân bột mì đi. Lấy cái sợi gỗ vào đây. Sau khi nó sôi rồi đổ hết bột mì vào, đổ hết. Rồi, cầm cái kia ngoái. Ngoái một lúc cho nó khô hẳn đi nhá. Thật khô nhá, nếu không khô là nó không. Chưa khô đâu, cứ ngoáy đi. Chọc kéo thủng nồi kìa. Ai là thầy nghĩ người ta chế ra cái nồi này thì có tế thủng thế không? Thôi, chuẩn bị thất bánh lên nào. Được rồi. Mang ra đây. Đổ hết vào cái ô này. Hỗ trợ. Một đứa bê lên, một đứa dốc xuống, đưa cho nó. Trời ơi, đứng cả đống ấy làm gì. Dốc hết vào. Rồi, mang đây. Một đứa nhặt 5 quả trứng cho đây. Để cân lên là đưa nó vào. Bật số nhỏ. Cho nó tăng lên. Nhìn vào đây này. Đấy, xuống nhanh nhanh lên. Đập vào đây. Đập vào đây này. Cho nó đổ vào. Tiếp tục, đập tiếp. Đó. Đánh lúc là nó sẽ quện lại đấy chứ, nó quện hết vào nó. Tiếp tục. Hai cái hai năm nay là bao tuổi rồi? 19 rồi. À, 19 rồi.
Cho có bình tĩnh một thời gian đã. Đúng không? Tắt đi, lấy cái vét ra để kiểm tra, lấy cái vét nhựa. Vét mà hay lấy kem không bị gà. Không. Nếu mà buồn này khả năng là được rồi đấy. Mình đánh nhiều quá nó sao? Có, nó dai. Không đánh nhiều quá đâu, nhưng mà nó dai. Vét hết, vét hết vào. Vét đi. Vét ở trong nha, không, vét ở đây này. Vét ở trong nha. Chọn đảo nó đều lên. Xem nó được chưa? Em múc lên, múc lên, múc lên rồi nè. Bộ này không, bộ này được rồi, đánh cho quả nữa là nó nát đấy, quả nữa là nó chảy, bột này thôi này, không rồi, không cho nó cho bốn quả thôi nhé, đấy mình sẽ căn như này nhá, nếu mà cho nữa thì nó sẽ bị rớt, lắp đây, lắp vào đây, đánh thêm một chạm nữa, bây giờ lấy khay lấy cái giấy này ra, hỏi anh xem hôm trước là nó có mua cái giấy này không? Có, sao nó nghiêng này? Lấy ra, xoay xoay đi. Xong lấy hai túi tam giác với hai cái sò. Đấy rồi, ok. Hai túi tam giác. Xa xa ra. Gần nhau quá nó dính đấy. Xa ra. Mình bánh gì kìa, bỏ ra úp vào khay đấy. Lần chưa làm được hẳn 4 cái rồi sao ạ? Chị có được lời không gì đâu. Ô, không được á, khay rồi mà có lần trước chị lỡ đâu. Đẹp cái nào rồi nữa. Úp vào đấy. Không á. Thẳng tay lên. Ý như mấy cái nước. Ờ, nhấc tay ra thì mình bỏ ra chứ. Để thẳng xuống, bao đi. Rồi thả lỏng tay ra, giật ra. Đấy bơm giống như bánh kem thôi mà. Mình ngồi nhá, cái này này không đấy. Xa xa ra, đưa tay móc mạnh lên, to to được nha mà. Mình không có một cái sữa máy. Rồi. Bao đi bao đi. Đấy kia. Đủ rồi. Bóp to lên đều đều bằng nhau vào. Không ai bao bả lại bóp cho biết nè. Cứ thẳng lên đây. Xuống dốc rồi đấy. Rồi cho tiếp vào. Còn đây đang nào bơm chưa, bơm tiếp hết rồi à? Một công thức một khay thả lỏng tay ra nhấc nhá, thả lỏng tay ra, thả lỏng ra nhấc lên, thả lỏng ra giật mạnh vào đấy, không ai xem mà thầy cần gì ai xem, có người xem thì sẽ quay thì thôi. Không cần để xem. Thằng đây là hết chưa, vét sạch chưa? Vải bây giờ trong siêu thị bán 50 nghìn một ký không ạ? Vải.
Còn em thì em không có một bánh mì được quên. 90.000 quân, xin 90.000 quân. Đấy là cái bấm nhảy, 90.000 quân. Mở ra, kéo ra chứ mở cái gì. Bấm kiểu này lỏ sẵn nặng. Ui nặng, cho khay bánh vào. Thế này làm sao mà làm bánh, bên có mở cái lò đã kêu rồi. Sau này được ít đi nhỉ. Ít nhất nó phải đầy một khay này chứ, để thẳng xuống. Chừng tay ông ơi. Cạnh thôi là được. Đó, chọc con bóp cho là căng căng tay là được. Và bơm hết trong này ăn nha. Come on.